Xin chào nhà văn Võ Thị Hảo ạ. Xin chào nhà báo Trần Quang Thành ạ. Ở nước Việt Nam ta gần như là từ tháng 6, tháng 7 trở đi là bước vào mùa mưa bão, bắt đầu thảm cảnh về lụt lội, thảm cảnh về thiên tai tàn phá rất nặng nề đã xảy ra. Nhưng mà trong dư luận thì nói rằng thiên tai phá 1 thì là thiên tai phá 10. Nhà văn Võ Thị Hảo bình luận thế nào? Vâng. Tôi thấy rằng là cái nhận định ấy của mọi người là đúng. Không những là nhân tai phá 10 mà nhân tai thậm chí phá cả 1.000 lần so với thiên tai. Chúng ta đã thấy trong những năm gần đây, kể từ khi Việt Nam đã xây những cái công trình thủy điện hết sức là không tràn lan, xây chỉ vì lòng tham của những người muốn bán điện, và đấy là những cái tập đoàn mà có cánh hổ với nhau và nó có liên quan đến quyền lợi của quan chức. Chúng ta đã được đọc rất là nhiều bài về vấn đề này, và báo chí truyền thông trước đây cũng đã đưa ra rất nhiều, đặc biệt những cái thảm cảnh như thảm cảnh lũ lụt ở miền Trung của năm 2016, thì chúng ta thấy rằng là ngành thủy điện, những cái đập thủy điện, có nhiều đập đã thản nhiên xả lũ, hại chết, hại trắng cả một cái vùng và hại chết người dân, và họ vẫn được chính quyền bao che. Họ không có bị tội tình, không bị phải trả giá trước pháp luật, và họ được bảo kê để không truy tố. Nếu mà không dính đến quyền lợi của những người có quyền lực thì làm sao họ được bảo kê như vậy? Họ chính là những kẻ đại ác, những kẻ giết người. Và chúng ta thấy cả một cái thời gian rất dài rồi, những người xả lũ điềm nhiên giết chết đồng bào của mình như vậy, họ không có hề hấn gì cả. Thì những cái đập thủy điện, những hồ chứa nước cứ xây và họ cứ trữ cho vừa lòng tham của họ, và chỉ cần có một trận mưa lớn thôi thì họ đã xả lũ để mà cứu lấy cái nhà máy thủy điện của họ. Đấy là cứu lấy đồng tiền và quyền lợi của họ, còn mặc kệ dân chết. Đấy là một cái điều rất là kinh khủng, rất là tàn ác đối với người dân. Vì quyền lợi và ích kỷ của những tập đoàn quyền lực, với tập đoàn quyền lợi nó họ câu kết với nhau để mà làm ăn sinh sống trên xương máu của đồng bào mình. Thế nhưng mà tại sao mà lại họ có hoành hành như vậy mà không bị ai ngăn cản, thưa nhà văn Võ Thị Hảo? Cái căn nguyên này nó cũng như là nó rất là đơn giản để mà lý giải thôi. Chẳng hạn như là khi người ta kêu nhà cầm quyền, họ cứ nói là kêu gọi là chống tham nhũng và chúng ta sẽ kiên quyết chống. Ông nào lên cũng nói là tôi sẽ kiên quyết chống tham nhũng, nhưng mà chống tham nhũng nghĩa là họ chống chính họ. Họ là người tham nhũng và họ là những cái người gọi trộm cướp và gọi siêu trộm cướp rồi. Những người siêu thụt két rồi. Bởi vậy cho nên là khi mà hành pháp, lập pháp và tư pháp nó là một tại Việt Nam, không có ai kiểm soát cả và quản lý ai cả, thì những người có quyền lực họ luôn luôn đứng trên pháp luật và hoàn toàn họ có thể không đếm xỉa gì đến quyền lợi của người dân. Thì cái việc mà thủy điện hại dân cũng như vậy thôi. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng là họ lại có thể ác với đồng loại của mình như vậy. Họ điềm nhiên xả lũ và ở dưới là bao nhiêu người chết. Và những cái tác hại nó xóa sạch cả một cái vùng kinh tế, cả một vùng văn hóa, xây dựng thậm chí cả mấy trăm năm, cả ngàn năm mới có được những cái dấu ấn như vậy và cái hạ tầng cơ sở như vậy, nhưng mà họ đã điềm nhiên xóa. Đấy là điều không thể tưởng tượng được. Việt Nam có cả một cái
tổ chức gọi là phản biện, có cả một hệ thống các viện nghiên cứu rất là hiện đại hoành tráng. Vậy thì sao những viện này lại cho ra được những cái sản phẩm mà nó tai hại như vậy, thưa nhà báo nhà văn Võ Đèo? Việt Nam có các viện nghiên cứu, rồi chúng ta cũng có thể thấy chẳng hạn như ngành tài nguyên môi trường cũng có rất là nhiều đầy đủ ban bệ, một cái hệ thống từ trên xuống dưới, và cũng họ đã được chi rất là nhiều tiền để mà làm cái chức trách của mình đối với chính quyền và người dân. Thế nhưng mà nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là những cái người đó họ tồn tại nhiều khi là chỉ tồn tại vậy thôi, chứ họ không thực lòng họ phản biện, họ không thực lòng nghiên cứu. Và giả sử có những người có tài và có tâm, họ đã phát hiện ra vấn đề nguy hiểm, chẳng hạn như là đã có rất nhiều nhà khoa học cũng như là những cái người nhà báo hay là nhà văn đã viết về cái sự nguy hiểm của thủy điện Sơn La, đập thủy điện Sơn La, một cái đập thủy không ai mà có thể làm cái điều đó, tức là treo trên đầu cái người dân của đất nước này một cái quả bom nước khổng lồ mà có thể bằng nhiều tác hại, nếu nó nổ ra thì sẽ tác hại bằng rất nhiều quả bom nguyên tử. Nhưng mà không ai có thể làm như vậy được, không thể duyệt hay chấp nhận một cái dự án thủy điện quá khủng khiếp như vậy. Đấy là thủy điện Sơn La. Và ngay khi thi công, sau khi thi công thì đã thấy rằng là đã có những cái khiếm khuyết, đã có những cái nứt của những cái khiếm khuyết của đập rồi và rất nguy hiểm. Và năm nay thì đập thủy điện Sơn La vừa rồi, ngày hôm qua đã có công điện hỏa tốc để xả lũ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La, và như thế sẽ đe dọa cả một vùng hạ lưu, trong đó có Hà Nội. Theo như tính toán của những cái người ở trong ngành đó thì khi mà đập thủy điện Sơn La mà xả lũ thì mức nước ở Hà Nội, sông Hồng sẽ tăng lên, cao lên ít nhất là 8 mét. Và tôi lấy làm lạ là tại sao khi đập thủy điện Sơn La đã xả lũ và Hòa Bình xả lũ nhưng mà truyền thông chính thống không thấy đưa tin gì cả. Thế thì tôi nghĩ rằng là tình hình chắc là nó sẽ rất nguy hiểm, và có thể có chăng, đây là tôi chưa dám khẳng định, có chăng cái việc là cấm báo chí đưa tin về chuyện xả lũ và tác hại của những cái đập thủy điện như thế nào. Và chúng ta phải rất để ý về cái trường hợp này. Nếu mà ngăn cấm những cái chuyện đưa thông tin về tác hại đến đâu, hiện trạng đến đâu của các cái người vận hành công trình thủy điện ấy, thì đấy là đã bằng sự im lặng đấy, bằng sự che giấu đấy, đã lùa dân vào những cái chết khủng khiếp. Và tôi thấy cái này đề nghị rằng các cái nhà báo cũng như dư luận, là các nhà khoa học hay là dân mình phải hết sức quan tâm, đặc biệt trong mùa mưa lũ này. Các nhà khoa học, lương lĩnh đó là ai? Là thuế của dân, chứ không phải làm theo mệnh lệnh của Đảng. Mà nhiều cái công trình của Đảng thì đi ngược lại những cái khoa học mà đáng lo ngại. Chẳng hạn như thủy điện Sơn La thì bản thân là Ngân hàng Thế giới người ta không cấp các cái khoản chi cho cái ngân hàng là cho cái thủy điện đó hay cho vay làm thủy điện đó, và họ đã cảnh báo trước cái quả bom nguyên tử khổng lồ nước đó đang treo lên đầu dân dân Việt Nam. Nhưng rồi thì Đảng lại Cộng sản Việt Nam lại góp tay với Đảng Cộng sản Trung Quốc để lấy hàng tỷ đô la của Trung Quốc vay làm vốn làm cho cái nhà máy thủy điện đó. Vậy thì các nhà khoa học trách nhiệm với dân thế nào mà lại đi làm theo Đảng như vậy? Thưa anh, là thực ra chúng ta đã có rất nhiều nhà khoa học vô trách nhiệm với vô trách nhiệm và không đảm bảo, không giữ cái lương tâm nghề nghiệp, bởi vậy nên là đã chiều theo cái nguyện vọng, theo ý chí của nhà cầm quyền, không dám phản biện. Nhưng mà và điều đó nó gây tác hại rất lớn, như chúng ta đã thấy rồi, ngay vụ Formosa chẳng hạn, hay là vụ bauxit hay là gì đó, rất nhiều. Thế nhưng mà cũng có một điều nữa, tức là trong cái thể chế này thì không ai có thể phản biện được. Tất cả những người phản biện có, nhưng mà những người phản biện đều bị trấn áp. Và nhà cầm quyền họ kết hợp với những cái doanh nghiệp,
hoặc là họ kết hợp với khi mà họ có được vốn vay bất kể từ nguồn nào, đặc biệt là nguồn vốn Trung Quốc, thì họ sẽ được, chúng ta biết đó, họ sẽ được lãi quả rất nhiều, cái gọi là lãi quả nói nôm na đó, họ sẽ được rất nhiều phần trăm để được cái số tiền ở trong đó để đút túi và chia nhau, và chính điều đó nó tạo nên một cái tình trạng, tức là nhà cầm quyền tại sao cứ luôn luôn đi ngược lại quyền lợi của đất nước và nhân dân, tại sao lại trong rất nhiều trường hợp lại cứ luôn luôn đi ngược lại mặc dù họ biết rằng như thế là ác và vô cùng tác hại, chẳng hạn như vụ Formosa cũng vậy. Thì nó đó là cái cơ chế ấy, thì nó khiến cho Việt Nam bây giờ nó có những cái người Việt Nam và đất nước này luôn luôn bị đe dọa bởi vì những cái sự tham lam ấy, tham lam vô độ và không có gì có thể ngăn cản được, bởi vì một cái cơ chế độc tài thì không ai có thể, không 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 một sự phản biện nào có thể tồn tại được. Liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam là một cơ quan đầu ngành chuyên môn để nghiên cứu phản biện những cái công trình mà nhà nước đưa ra. Họ mỗi năm tiêu tốn của nhà nước hàng chục tỷ đồng, có khi lên tới khoảng lên 50-60 tỷ. Nhưng cũng nhà khoa học nói rằng là từ ngày cái hội này thành lập đến nay ấy, thì gần như là những cái công trình phản biện của họ đều không được chấp nhận, chứ là chẳng biện về vấn đề cải cách giáo dục, phản biện về vấn đề các cái chính sách của Đảng và nhà nước. Mà họ chỉ có duy nhất được một cái công trình mà được phản phản biện, được chấp nhận, đây là cúng gà. Vậy thì chúng ta nghĩ gì về những cái cơ quan gọi là phản biện để bảo vệ cho những quyền lợi chính đáng của nhân dân như vậy? Vâng, bởi vậy tại sao chúng ta lại cứ phải miệt mài và hy sinh rất là nhiều để mà và chịu nguy hiểm để mà đấu tranh để xây dựng cho người Việt Nam một cái mô hình, một cái thể chế dân chủ có đa nguyên, tam quyền phân lập, có tự do báo chí, tự do ngôn luận, có quyền con người, là đấy tất cả những cái khái niệm ấy và những cái điều mong mỏi ấy, và đã rất nhiều người và sẽ còn nhiều người nữa hy sinh quyền lợi của mình, thậm chí mạng sống của mình để xây dựng được cho Việt Nam một cái nền, một cái thể chế dân chủ, không phải là một cái chuyện chuyện nói cho vui, mà vấn đề đó là nó chỉ có khi mà xây dựng được một thể chế như vậy thì mới có thể sự phản biện mới có thể tồn tại được, sự phản biện mới có tác dụng. Và khi đó thì cái quyền lợi của mọi người, quyền lợi của người dân, của đất nước mới có thể được bảo vệ. Bởi vì sẽ có rất nhiều ý kiến, bởi vì lúc đó phải có sự công khai và minh bạch. Bởi vì lúc đó thì những người làm sai, làm trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của dân, không ai được ngồi trên pháp luật hết. Và tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật. Và lúc đó thì chúng ta mới có thể bảo vệ được. Không chỉ nói chuyện đất nước là điều lớn lao, mà là từng mạng sống của con người, từng quyền lợi nhỏ của con người. Bởi vậy người Việt Nam luôn luôn tìm những cái cớ để che giấu sự sợ hãi của mình, để nói rằng tôi không quan tâm đến chính trị. Nó nói đến chính trị là như là nói đến một cái gì đó mà một cái điều khủng khiếp. Nên cái đấy là cái sai lầm của người Việt Nam. Mỗi người đều phải quan tâm đến chính trị, và mọi người thấy đó, chính trị, nếu mà không quan tâm đến chính trị thì đến cái miếng ăn cuối cùng hay là đến một chút vàng trong két, một chút tiền ở trong 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 hầu bao của mọi người cũng sẽ bị cướp đoạt mất. Chưa nói chuyện là những cái thảm họa lớn hơn. Người ta bảo ngành khoa học tự nhiên là phải phát triển theo đúng quy luật tự nhiên, tức là phải trung thực, khách quan, phải theo đúng nó thì mới thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được. Nhưng mà các nhà khoa học tự nhiên của chúng ta phần đông lại làm khoa học không theo quy luật khách quan trung thực, mà lại theo quy luật là định hướng của Đảng. Chẳng hạn như công trình uốn dòng sông ở Đồng bằng Nam Bộ để nước chảy ra ngoài biển thoát khỏi cái gọi là những cái cơn lũ lụt, chứ bây giờ ngược lại thì nó lại trở thành là vấn đề một cái thảm họa là xâm mặn. Đồng bằng sông đồng đồng tháp 10 trước đây là vựa thóc, vựa lúa cá các thứ,
nhờ cái mùa nước nổi thì người ta lại đi chia năm xẻ bảy các kênh dương để mà ngăn dòng nước nổi. Bây giờ cuối cùng thì gần như biến thành sa mạc, không cá, không nước, không phù sa. Vậy thì nếu công ty khoa học định hướng một đảo như vậy mà nhà khoa học chân chính biết là rõ ràng là tác hại mà sao mà vẫn cứ nắm bắt đi làm theo vậy. Vâng, à, qua cái những cái thí dụ của anh vừa nêu ra thì chúng ta thấy rằng cái tác hại của một đảng độc quyền là nó lớn đến như vậy đó. Khi mà đã định hướng như vậy thì sẽ không còn khoa học nữa. Đã khoa học ấy thì nó chỉ tuân theo cái quy luật của tự nhiên và của chân lý thôi. Còn không cái gọi là không có cái gọi là chân lý định hướng. Không có cái gọi là chân lý độc quyền. Bởi vậy cho nên là Việt Nam làm gì, chúng ta thấy Việt Nam và Trung Quốc, tức là hai cái mô hình thể chế giống nhau, thì Trung Quốc họ có thể là giỏi về những cái chuyện là làm những cái hàng hàng tiêu dùng, rồi bắt chước, rồi làm hàng giá rẻ vì ép nhân công giá rẻ, rồi gian lận đủ kiểu. Nhưng mà hai cái thể chế độc tài như vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản làm gì có cái phát minh nào, không có cái phát minh nào lớn mà được. Cái này chúng ta có thể chứng minh qua những cái thống kê và tìm trên từ khóa của Google là ra ngay, là để mà chứng minh cái vấn đề đó. Thì đã gọi là định hướng của Đảng thì làm gì có khoa học nữa, mọi thứ sẽ chết nếu như mà cứ tuân theo định hướng của Đảng. Văn học nghệ thuật chết rồi, khoa học chết, giáo dục cũng chết, rồi lương tâm rồi cũng sẽ cũng 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 mai một. Thì bởi vậy cho nên là cái việc mà định hướng như vậy là nó đã rất trái với tự nhiên. Sự độc tài là nó hoàn toàn trái với tự nhiên, nó rất phi lý, bởi vì không phải vô vô cớ mà hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, mặc dù nó đã có những cái, nó đã làm được những cái việc mà nó đã thu hút và thoán đoạt được một phần rất lớn của dân số thế giới. Nhưng mà vì nó trái tự nhiên thì nó đương nhiên nó phải sụp đổ thôi. Thì Việt Nam và Trung Quốc không, người ta nói rằng là không phải còn là chủ nghĩa cộng sản nữa, mà đó là một cái chủ nghĩa tư bản đỏ man rợ. Thì đó, nhưng mà họ vẫn định hướng những cái gì để có lợi cho họ, để có thể dựa vào đó cái mộc che ấy để làm sao để che đỡ cho quyền lợi của họ, và để họ khi cần họ đứng trên pháp luật. Đấy là cái nguy hiểm. Mà cái này á, chúng ta thấy rằng rõ ràng nó sẽ tác hại đến tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ đến những người dân bình thường đâu. Chẳng hạn như trong vụ Đồng Tâm, chúng ta thấy một người như cụ Kình là một cái cựu chiến binh có công với nước, rồi đã là đảng viên, đứng ở trong làm bí thư đảng ủy xã rất là lâu, nhưng cuối cùng chính cụ vì là bảo vệ công lý và hướng dẫn người dân đồng tâm đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, thì cụ đã bị lừa, bắt đi, bắt cóc và bị đánh gãy xương đùi, bị chính cái lực lượng của công an và chính quyền Hà Nội đánh gãy xương đùi. Và theo như lời của mọi người, chứ không đem vào lời của tôi mô tả, thì là quẳng như một con chó lên xe và bắt cóc đưa đi. Nếu không có những người khác chứng kiến thì theo cụ Kình thì cụ đã bị giết người diệt khẩu. Chúng ta thấy đấy, khi mà một chính thể nó không 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 tốt, nó độc tài á, thì nó sẽ phản bội mọi người, và nó sẽ phản bội lại chính những người mà hiện nay hoặc là trong quá khứ đã từng có quyền lực hoặc đã từng hành ác với người khác. Bởi vậy nên là đây là những cái vấn đề mà người Việt Nam mình phải hết sức quan tâm, phải quan tâm đến những cái khoa học về chính trị, rồi về thể chế, cách phản ứng. Cái thể chế nó sẽ không, nó như thế này là tội, một phần là của tất cả chúng ta, của mỗi người dân. Nếu mọi người có những phản ứng kịp thời và công bình thì thể chế này nó sẽ không thể tệ đến như vậy được. Nó vẫn rất tệ nhưng mà nó sẽ bớt đi, nó không thể đồi bại được đến mức như thế này được. Bởi vậy nên là cái sự nô dịch hóa, nô lệ hóa của
ngày xưa đã phong kiến nô lệ hóa người Việt Nam, rồi sau đó là Đảng Cộng sản chính thể độc tài này đã nô lệ hóa tiếp và làm cho người Việt Nam bị tê dại, bị hèn hạ đi. Nên tôi nghĩ là mỗi người cần phải nhìn lại chính mình, và chúng ta hãy có những cái phản xạ trực tiếp đối với tất cả mọi vấn đề trong đời sống, không chỉ liên quan đến mình mà còn liên quan đến người khác nữa. Chẳng hạn như một cái chuyện là tại sao trong thời đại này mà sao những trẻ con có thể bị bắt cóc bất kỳ lúc nào, phụ nữ có thể bắt cóc bất kỳ lúc nào và mổ cướp nội tạng. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Và tại sao ở trong nhà mà chồng có thể giết vợ bất kỳ lúc nào, giết vì một cái cớ hết sức vớ vẩn, không tưởng tượng nổi. Mọi người có thể giết nhau như vậy, tất cả nó là nguyên nhân chính trị, tất cả là nó nằm ở thể. Xin cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo ạ.